Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Thưa quý vị, dịch COVID-19 lại đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số ca nhiễm mới trong ngày ở nhiều địa phương không ngừng tăng cao. Tại thành phố Nam Định, liên tục ghi nhận những ca nhiễm mới trong cộng đồng. Và đáng chú ý, gần đây dịch đã len lỏi vào nhiều khu chợ như chợ Cửa Nam, chợ Hoàng Ngân. Dịch lan tràn khắp các phường là vậy, nhưng nhiều khu công cộng vẫn tụ tập đông người, các quán ăn vẫn nhộn nhịp người ra vào và không tuân thủ quy định 5K, thể hiện sự lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, lao động thời vụ, lao động phổ thông. Ở thời điểm hiện tại thì nhiều người mất việc sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Và giờ đây, họ rất cần một điểm tựa để tìm được việc làm, tái thiết cuộc sống sau khi xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới. Hình ảnh ghi nhận vào những ngày cuối cùng tháng 11 năm 2021 trên địa bàn thành phố Nam Định. Sân Tượng Đài, cứ chiều đến có rất nhiều người, từ người lớn đến trẻ em, tập trung đến vui chơi, cùng với các hàng bán đồ chơi trẻ em và đồ ăn vặt ngồi la liệt mép sân. Quanh Hồ Vị Xuyên cũng có rất nhiều người tụ tập ngồi chơi, đi bộ. Trong sân công viên phía đường Vị Xuyên, tốt đông thanh niên đá bóng mà không ai đeo khẩu trang. Phía đường Hùng Vương, hàng chục người chủ yếu là những phụ nữ tuổi trung niên tụ tập nhảy nhót. Có những người cũng chẳng đeo khẩu trang, hoặc có đeo nhưng lại chẳng đeo đàng hoàng. Dọc quanh một số tuyến phố thời điểm này như đường Giải Phóng kéo dài thuộc địa bàn phường Cửa Bắc, phường Đông A thuộc địa bàn phường Lộc Hòa, phố Hàng Thao địa bàn phường Trần Hưng Đạo, quán bún đậu mắm tôm trên đường Vị Hoàng địa bàn phường Vựa Hoàng. Các quán ăn này rất đông người, nhất là các quán ăn sáng. Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của người dân, cũng rất khó để cấm hàng quán buôn bán, nhưng tập trung quá đông người thì thật là lo ngại. Đặc biệt là các quán nhậu, thường có những người ngồi vài tiếng đồng hồ mới ra về, nguy cơ lây nhiễm rất cao nếu chẳng may có một người mắc bệnh. Quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người trong việc phòng chống dịch bệnh. Rõ ràng, ý thức của người dân ở nơi đây vẫn chủ quan khi đi ra đường, khi đến nơi công cộng. Một phần cũng phải nói đến các cấp chính quyền chưa có biện pháp quyết liệt trong việc xử lý những trường hợp tụ tập đông người. Được biết, lãnh đạo thành phố Nam Định đã cho dừng một số hoạt động không thiết yếu, dừng các hoạt động hội họp, sự kiện, quán cà phê, quán karaoke, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các điểm công cộng, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, đồng thời dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Chỉ đạo là vậy, nhưng thực hiện triệt để thì rõ ràng vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Thiện Thanh, sinh viên năm 3 Đại học Sài Gòn, may mắn tìm được công việc bán bánh mì bán thời gian ngay trước giãn cách xã hội. Trải qua 5 tháng dịch bệnh, dù có những lúc xe bánh mì phải dừng hoạt động, nhưng Thanh vẫn kiên trì gắn bó với công việc để duy trì thu nhập. Công việc bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng mỗi ngày. Nhiệm vụ của Thanh là làm bánh mì cho khách. Em làm trước dịch, khoảng 2 tháng rồi bây giờ thêm 1 tháng nữa. Do bạn em giới thiệu ạ. Thanh vui vì giữ được công việc làm thêm phù hợp với bản thân sau 5 tháng giãn cách, giúp cậu có thêm thu nhập để trang trải cho các nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn giống như Thanh. Anh Trần Minh Hoàng, 48 tuổi, quận Tân Phú, từng mất hơn 1 tháng để kiếm được công việc tài xế công nghệ nhờ một lần lướt mạng xã hội. Trong khi đó, bạn bè anh xoay sở rất nhiều để kiếm việc sau giãn cách nhưng đều rất chật vật. Bây giờ kiếm việc làm khó lắm, xin việc làm rất khó khăn, không dễ đâu. Lao động phổ thông bây giờ đi kiếm cũng mệt lắm. Cũng đi hỏi, đi xin phụ hồ, đi giữ xe làm bảo vệ. Cũng có mấy người bạn cũng vậy đó. Cũng hơi vất vả một tí, tại vì đa số những cửa hàng doanh nghiệp chẳng hạn như họ tạm thời đóng cửa, chưa có ổn định việc làm. Anh Trần Minh Mạnh, đại diện một chuỗi bánh mì sở hữu hơn 400 kiosk, hơn 300 cửa hàng nhượng quyền cho biết, chuỗi cũng thiếu trầm trọng nhân sự sau thời gian giãn cách xã hội. Sau đại dịch là cái lượng mà nhân sự mà ở tại thành phố còn sẵn sàng đi tham gia làm việc nó đang bị giảm rất nhiều, cũng như cái nguồn mà để tiếp cận được cái nhóm đối tượng lao động đó hiện tại là đang rất là hạn chế. Trong cái giai đoạn 1/8 mở cửa vừa rồi á, thì Bánh Mì Quảng Hải á, đăng tin tuyển dụng rất là nhiều. Tuy nhiên là cái lượng lao động mà để tìm tới Bánh Mì Quảng Hải tại đang rất ít, có thể là cái nguồn nó tiếp cận chưa đủ, hoặc là mình cũng chưa có giải pháp hiệu quả để thực sự tiếp cận được nguồn lao động đó. Quý 3 năm 2021, thị trường lao động Việt Nam chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê Việt Nam, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2021 vượt mốc 1,8 triệu, con số cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có hơn 17,8% doanh nghiệp gặp tình trạng thiếu lao động. Đây là vấn đề khá éo le khi nhiều người thất nghiệp trong khi doanh nghiệp vẫn thiếu lao động. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý về tình hình thiên tai trong tuần qua. Tuần qua, khu vực Nam Trung Bộ hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, gây ra lũ lụt tại nhiều địa phương. Tại Bình Định, ngay khi nước lũ vừa rút thì cùng chung tay với các ngành đoàn thể, đoàn viên thanh niên Công an huyện Tuy Phước đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn. Còn tại Quảng Ngãi, sau mưa lũ, tham gia giao thông trên các tuyến giao thông ở miền núi của tỉnh này phải đối mặt với nguy hiểm từ sạt lở núi. Bởi lẽ tai họa từ lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người tham gia giao thông bất cẩn, chủ quan. Hiện trên các tuyến giao thông ở tỉnh này có đến hàng trăm điểm sạt lở như vậy. Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương phải gánh chịu nhiều thiệt hại. Lũ dữ đi qua để lại một lượng lớn bùn đất trên mọi ngả đường, trong từng nhà dân và các cơ sở giáo dục, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, học tập. Trong khi chính quyền địa phương, các trường học còn đang lo lắng vì đối mặt với quá nhiều khó khăn trong việc vệ sinh, dọn dẹp cơ sở vật chất, thì đoàn viên thanh niên Công an địa phương đã lập tức có mặt. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện và huyện đoàn Tuy Phước, hôm nay thì đoàn công an huyện tiến hành phân công đoàn viên giúp các địa điểm trường trên địa bàn để khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Thì chúng tôi đã phân công đoàn viên phối hợp cùng với huyện đoàn và bà con nhân dân trên địa bàn. Sáng nay thì giúp điểm trường tiểu học số 1 Thắng khắc phục cái hậu quả của lũ lụt bùn đất trong nhà trường để sớm đưa học sinh đến trường. Từ ngày mùng 2 đến chiều ngày mùng 3 tháng 12, Công an huyện Tuy Phước đã huy động hàng chục cán bộ, đa phần là đoàn viên thanh niên xung kích của đơn vị tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả của trận lũ lụt vừa qua. Trước đó, trong thời khắc mưa lũ uy hiếp tính mạng, sức khỏe nhân dân, cũng chính những chiến sĩ này đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy lao vào vùng lũ cứu được hàng trăm người dân đưa về nơi an toàn. Vừa kịp hồi phục sức lực sau 2 ngày đêm liên tiếp cứu dân, nay các anh lại xung phong lên đường quay về lại vùng lũ để chung tay khắc phục hậu quả, để cuộc sống mau chóng được trở lại bình thường. Mưa lũ, bao giờ trường này nó cũng ngập từ nửa mét đến 1 mét. Năm nay thì cái lục nó phải nói rằng nó tương đối rất là lớn so với những năm trước. Các cái phòng học đều ngập hết, tất cả đều ngập hết, bàn ghế đều ngập hết. Thì qua cái cơn lụt thì nó đỡ lại một cái lớp bùn non rất là dày. Thay mặt cho nhà trường, chúng tôi xin hết sức là phải cảm động với một cái tinh thần nhiệt tình, với một cái thời gian ngắn mà cái lực lượng đã làm cho cái cơ bản đã cũng đã hoàn thiện để cho các em sớm đi học trở lại. Thay mặt nhà trường là hết sức cảm động. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi nhân dân cần, cán bộ chiến sĩ công an đều luôn sẵn lòng có mặt, không màng hiểm nguy, không quản ngại gian lao vất vả. Chính từ những việc làm đơn giản thế, hình ảnh người chiến sĩ công an càng thêm đẹp hơn nữa trong lòng nhân dân. Biển cảnh báo khu vực sạt lở đất nguy hiểm được cắm trên tuyến đường huyện DH84C, nối hai xã Sơn Mùa và Sơn Liên, huyện Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Người và phương tiện qua đây luôn bất an khi phải đối mặt với tình trạng sạt lở núi vô cùng nguy hiểm. Tuyến đường này xảy ra nhiều điểm sạt lở nhưng chưa được địa phương khắc phục kiên cố để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại. Cái việc đi lễ nó rất là khó khăn giữa hai xã, không tiện cho người dân đi lễ cũng như cán bộ đi làm việc. Mỗi lần nó sạt lở là rất là nguy hiểm. Với cái dịch nó còn như vậy thì tai nạn nó xảy ra hồi nào không hay, cho nên nhà địa phương hay chính quyền chúng ta có biện pháp nào xử lý khắc phục. Các đợt mưa lũ xảy ra từ tháng 9 đến nay đã khiến hàng loạt tuyến giao thông ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, gây chia cắt giao thông. Việc khắc phục các điểm sạt lở để thông tuyến tạm cũng chỉ mang tính tình thế. Để đảm bảo và lưu thông những cái vị trí sạt lở nguy hiểm như thế này thì cũng mong các cấp chính quyền, cấp trên cũng quan tâm tạo điều kiện cho cái nguồn vốn về để khắc phục, sửa chữa ngay và kịp thời những cái vị trí trên những cái tuyến đường huyện và đường xã trên địa bàn và kè chống và những cái sắp tới trong thời gian để nó đảm bảo được ổn định hơn. Trong khi chờ đợi khắc phục thì hàng ngày người dân lưu thông qua lại trên các tuyến giao thông bị sạt lở luôn trong cảnh thấp thỏm, không biết tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc khắc phục các điểm sạt lở núi để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại được coi là cấp bách trong thời điểm này. Tiếp tục chương trình là những phản ánh dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam có một ngôi làng đặc biệt. Ở đó, bằng nghĩa đồng bào thiêng liêng, bà con nông dân dù nghèo khó vẫn góp tiền xây dựng hơn 3.500 ngôi mộ vô danh trở nên khang trang và ấm cúng. Hay khi mà chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các làng nghề lại đang tất bật vào vụ cuối năm. Làng nghề trồng hoa cúc ở tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2016. Trước năm 2020, mỗi năm các hộ sản xuất khoảng 150.000 chậu hoa, chủ yếu là hoa cúc đại đóa và pha lê. Tuy nhiên, người trồng hoa Tết ở thủ phủ hoa cúc Ninh Giang đang hồi hộp, thấp thỏm vì hiện nay chưa có thương lái nào đến đặt mua. Trong thời điểm này hàng năm thì thương lái đã đến đặt mua và chốt số lượng, giá cả cho vụ hoa cúc Tết. Người dân thì thấp thỏm lo âu vì đã đổ tiền của, công sức nhưng không biết có bán được hay không, trong khi tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Tại An Giang cũng như các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nông dân đã ứng dụng rộng rãi mô hình công nghệ sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng. Mô hình này vừa tạo cảnh quan môi trường, vừa mang lại hiệu quả kinh tế khi nông dân thu lợi nhuận kép từ lúa và các loại cây hoa màu cho trái và hạt. Bên cạnh đó, mô hình này còn giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, bảo vệ sức khỏe, môi trường, hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền, nâng cao giá trị sản xuất. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi đoạn tổng hợp này. Làng An Thiện, xã Tâm An, huyện Phú Ninh có rất nhiều ngôi mộ không có tên tuổi, không người thân nằm xen kẽ ở giữa các thửa ruộng, giữa vườn nhà dân. Mộ vô chủ ở làng nhiều không đếm xuể. Thế nhưng cho đến nay, tất cả các phần mộ vô chủ ấy đã được xây mới bằng xi măng, quy tập về một điểm và được dân làng thay nhau hương khói. Đến viếng thăm và dọn dẹp những phần mộ vô danh được xây mới khang trang, quy tập về một điểm, ông Bùi Thanh Ngọ, trưởng thôn An Thiện cùng bà con cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tâm niệm bao nhiêu năm của dân làng giờ đã được hiện thực hóa. Đa số nhân dân là rất đồng tình. Mới đầu tiên thì một nhóm người làm thì nhân thấy là cái việc làm này rất là phù hợp và rất đúng, rất có ý nghĩa. Do vậy là coi như từ một nhóm là sau này loan tỏa cả một cái thôn, cho nên hắn qua đó việc làm tôi thấy là cũng thấy cái thiết thực. Đối với địa phương tôi thấy rằng là cái việc dân quy động phát động cái việc xây dựng các cái mộ mà vô danh thì đối với địa phương thấy là việc làm hết sức là có ý nghĩa đối với địa phương của chúng ta. Tiếp tục chúng ta phải cần phát huy trên cái địa bàn toàn xã. Bởi vì địa phương thì trước hết là cảm ơn cái tinh thần của nhân dân cũng như là các mạnh thường quân để đóng góp và hỗ trợ cho các địa phương để mà xây dựng được có ngôi mộ đối với vấn chủ trên địa bàn và thôn An Thiện trong cái thời gian qua rất là tốt, cũng gây cái được cái sự là cái tinh thần gắn kết của nhân dân với đối với địa phương, đối với người là không có ai được vấn chủ chăm lo cái tinh thần ý nghĩa đối với người đã mất, tổ sự đoàn kết gắn bó với tinh thần của địa phương nên địa bàn toàn xã. Trải qua thời gian dài của lịch sử, vì nhiều lý do mà những phần mộ này không có con cháu hương khói. Giờ đây, người dân làng An Thiện đã cùng nhau chăm lo, tu sửa. Đó không chỉ là tấm lòng của dân làng mà còn là đạo lý hướng về cội nguồn, tổ tiên từ bao đời nay của con dân Việt Nam. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên vụ hoa năm nay giảm về số lượng người trồng cũng như giảm về số lượng người mua. Năm nay chỉ có 90 hộ trồng với số lượng ước khoảng 25.000 chậu. Trong khi năm ngoái, vì dịch bệnh, số lượng trồng đã giảm so với các năm, nhưng vẫn có đến 120 hộ trồng với khoảng 40.000 chậu hoa các loại. Sở dĩ số lượng giảm mạnh vì người dân có tâm lý lo ngại dịch bệnh còn phức tạp sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hoa nên không dám đầu tư chi phí để trồng. Phần lớn người dân đều giảm số lượng trồng so với mọi năm. Có hộ thì nghỉ hẳn, không trồng vụ hoa Tết Nhâm Dần 2022. Bên cạnh đó, 2 tháng trước, thời điểm cho cây con vào chậu cũng là lúc địa phương thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất. Người dân được yêu cầu ở nhà và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng hoa Tết của người dân. Mưa kéo dài gần cả tháng nên cây hoa bị cháy lá chân, chất lượng hoa bị ảnh hưởng, chi phí phân thuốc xử lý cũng theo đó tăng lên. Đấy là khó khăn của cái năm nay á, là bà con là người trồng hoa cúc á, là cái thứ nhất là do bệnh dịch kéo dài, thành ra bà con ở trong làng nghề không có dám làm hoa cúc nhiều, là cái là không hiểu, là không biết là như sau này á, cái bệnh dịch nó có dừng lại hay không. Nếu kiểm soát được bệnh dịch thì bông bà con sẽ làm ra thì đi bán được, còn mà cái là bệnh dịch không có đứng, không dừng lại thì bà con không biết tiêu thụ đi đường nào, thành ra bà con là không có dám làm nhiều. Đó là cái phần bệnh dịch. Đó, còn sau này mới vừa rồi đây là cái hoa cúc đến thời điểm này là bông hư rất nhiều, tại vì thời tiết á, mỗi năm á, là mưa khoảng 9 chiều 10 chiều, mà riêng năm nay á, là thời tiết mưa kéo dài quá nhiều, gần cả tháng, thành ra là bữa nay bông cúc của bà con á, là nó bị chết với bị tụt thân rất nhiều, thành ra là bông không được tốt như bằng mỗi năm. Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến số lượng trồng là do quỹ đất trống ở địa phương bị thu hẹp. Trước đây người dân tận dụng những khu đất chưa xây dựng nhà cửa để trồng hoa. Hiện nay những diện tích này không còn nhiều. Trong khi đó quỹ đất dành riêng để trồng hoa ở phường thì chưa có. Không chỉ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà người dân còn gặp khó khăn do chi phí đầu tư cho vụ hoa năm nay đã tăng cao. Bên cạnh giá cây giống tăng thì vật tư nông nghiệp cũng tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Thời tiết năm nay không thuận lợi cho vụ hoa Tết. Chi phí tăng, số lượng giảm, nhưng đến nay vẫn chưa có thương lái đến hỏi mua, khiến người dân trồng hoa đang rất hồi hộp, thấp thỏm với vụ hoa Tết năm nay. Theo Ủy ban nhân dân phường Ninh Giang, mặc dù số lượng hoa năm nay không nhiều so với các năm trước, nhưng thị trường nội tỉnh không tiêu thụ hết, chỉ có thị trường Thành phố Hồ Chí Minh là chủ yếu. Nhưng đến nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài nên đầu ra cho sản phẩm vẫn là bài toán khó và đang là những trăn trở lớn nhất của người dân. Liên tiếp 3 năm qua, nông dân Trần Hữu Huệ trồng lúa ở xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, không phải tốn nhiều chi phí thuốc trừ sâu, bỏ hại. Thực hiện mô hình công nghệ sinh thái trồng hoa cùng với áp dụng quy trình 3 giảm, 3 tăng, 1 phải, 5 giảm, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, ruộng lúa có thêm bờ hoa đa sắc màu, thu hút thiên địch diệt sâu đầy. Chính từ cách quản lý tốt dịch bệnh, nên giá trị sản xuất lúa mỗi năm đã đều tăng cao. Giống thì theo khuyến cáo đó, tôi trồng thưa, xạ không có xạ dày như cái tập quán cũ, là tiết kiệm được giống. Sau đó nó từ lúa xạ cho tới 40 ngày đó, tôi không có phải phun một loại thuốc diệt trùng nào hết. Khi mà hoa nở đó thì khuyến khích được nhiều cái thiên địch, cho nên sâu rầy phá hoại rất là ít. Thì tôi thấy rằng những cái vụ lúa mà tôi trồng hoa đó mang lại cái lợi ích và những cái lợi nhuận đó rất là. Xung quanh 2 hectare lúa sử dụng giống OM380, ngoài hoa sao nhái, hướng dương, hoa móng tay, ông Huệ còn trồng thêm nhiều cây đậu bắp và cây mè, bởi hai loại cây màu này vừa có thêm nguồn thu hoạch từ trái cũng như hạt. Có thể nói, mô hình công nghệ sinh thái trên đồng ruộng đã giúp bà con nông dân An Giang giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, bảo vệ sức khỏe, môi trường và hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Nên đây là điều kiện tốt nhất để nông dân An Giang nâng cao giá trị sản xuất. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhán giả@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.